Hello mọi người, thì hôm nay trên bàn của mình đây là một cái mẫu tai nghe giá rẻ đến từ thương hiệu Xiaomi ha. Thì đây chính là mẫu Xiaomi Redmi Buds 6 Active, có thể nói là một trong những cái mẫu tai nghe giá rẻ nhất mà Xiaomi phân phối chính hãng tại thị trường quốc tế cũng như thị trường Việt Nam ha. Ngay từ ban đầu nhìn vào cái hộp các bạn cũng biết rồi, một cái hộp có một cái khuynh hướng gọi là bảo vệ môi trường ha, một cái hộp rất là mỏng nhẹ, chúng ta sẽ chỉ có cái hình ảnh của cái tai nghe do tên chữ Redmi Buds 6 Active, bên cạnh nó là dòng chữ Fast Pair. À, các khi mà các bạn mà thấy dòng chữ Fast Pair này, các bạn sẽ hiểu là cái tai nghe này khi mà kết nối với điện thoại Android á thì sẽ kết nối nhanh được ha, mở lên một cái là điện thoại Android của bạn có thể sẽ nhận được luôn. Mặt sau thì sẽ là bao gồm tất cả những cái thông số bla 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 các kiểu, các bạn cũng không cần phải đọc đâu. Khi mà mở vào bên trong thì chúng ta sẽ tới nhân vật chính. Wow, một cái tai nghe vô cùng nhỏ gọn luôn ha. Chưa gì hết mà thấy nó rất nhỏ rồi, nhỏ ngay từ cái hộp sạc của nó luôn. Như bạn cũng thấy thì cái hộp sạc này có thể nằm fit trong lòng bàn tay của mình luôn. Có thể nói là mẫu Redmi Buds 6 Active này không chỉ là phù hợp cho nam đâu mà còn phù hợp cho nữ. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra coi bên trong hộp còn gì không nha. Chúng ta sẽ có một cái bản sách hướng dẫn sử dụng. Và hết rồi, đúng như mình đã dự đoán ha, thì trong hộp này chúng ta sẽ không có gì hết ngoài cái tai nghe cũng giống như là cái sách hướng dẫn sử dụng. Ngay từ bên dưới thì các bạn đã thấy là hãng đã ghi chữ là sẽ không có adapter sạc đâu, cho nên các bạn phải sạc cái tai nghe Redmi Buds 6 Active này với chung với cái điện thoại của mình ha. Mà cũng dễ thôi, bởi vì chiếc tai nghe này sử dụng cổng USB-C, các bạn có thể kết nối một cách thoải mái và dễ dàng. Đến ngay với nhân vật chính của chúng ta, đây chính là cái mẫu Redmi Buds 6 Active. Thì đó, cái đầu tiên mà mình nghĩ khi mình nghe với cái từ Active đó là mình nghĩ là đó là một cái tai nghe chuyên dành cho những người thích vận động, chẳng hạn như là chúng ta có đồng hồ Active, có nghe đồng hồ có kháng nước, kháng bụi này nọ các kiểu đúng không? Thì thực sự mà nói, mẫu tai nghe này chẳng có gì các bạn. Mẫu này mình có coi trên website thì cũng không có một cái tiêu chuẩn kháng bụi nước nào cả. Nói chung á, sau một khoảng thời gian mình trải nghiệm thì cái chữ active ở đây theo mình nghĩ thôi nha, đó chính là cái sự năng động. Năng động đây có thể là sự gọn nhẹ, các bạn có thể cầm cái mẫu tai nghe này đi bất cứ nơi đâu mà không sợ bị quá nặng, đặc biệt đối với các bạn nữ ha. Ngay từ cái vỏ hộp luôn các bạn thấy không, nó siêu nhỏ luôn. Và nếu như mà mình phải so sánh với một cái mẫu khác là cái mẫu Huawei đây đi, thì cái hộp của Huawei cũng đã nhỏ gọn rồi, nhưng mà cái mẫu Redmi này nó còn nhỏ hơn ha. Nó có một cái thiết kế khác với những cái mẫu tai nghe True Wireless mà mình hay review các bạn coi, đó là dạng này, dạng một cái hộp này mở nắp này đúng không. Thì cái này chúng ta sẽ mở như là một cái hộp phấn vậy đó. Các bạn nữ thì chắc chắn sẽ quen thuộc cái kiểu này đó, một cái hộp phấn trang điểm mà cái kịch lên. À, nó chỉ vậy thôi. Và cái hộp này nó siêu nhỏ gọn, cho nên là nếu như bạn là nữ đi, bạn không thích một cái tai nghe nó quá to, các bạn có thể dễ dàng cầm theo bỏ vào cái túi xách của mình, những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh đó thì cũng có thể bỏ vừa nha. Cái bề mặt của cái hộp sạc thì được làm nhám, có logo Redmi ở đây. Cái hộp này thì khá là dễ bận nha các bạn, mình xài cũng khá kỹ nhưng mà nó vẫn bấm bẩn khá là nhiều. Cái phần viền thì lại là nhựa bóng. Nhựa bóng thì các bạn cũng biết rồi, xài một thời gian mà không kỹ thì nó sẽ bị trì xước, xước dăm nhẹ nhẹ ở đây. Mặt đấy thì sẽ không có cái gì hết, nói chung là bình thường thôi. Và khi mở ra thì ngay lập tức chúng ta sẽ có cái cặp tai nghe ở đây. Đây mình sẽ để ra cho các bạn coi. Đó, đây chính là cái mẫu tai nghe Redmi Buds 6 Active. Nhưng mà có một cái nữa mình muốn demo cho các bạn coi luôn. Đây là một cái mà mình đã từng bị rất là nhiều khi mình sử dụng tai nghe nha. Có nghĩa là cái lực hút 500 của cái hộp này nó khá tốt, nhưng mà do là không có phân biệt trái phải, cho nên khi mà bỏ vô mình rất là dễ bị bỏ nhầm. Đây, mình đã bị bỏ nhầm rồi các bạn. Nhìn là cứ tưởng là bỏ vô vừa luôn các bạn, hít rõ ràng luôn nè. Đó, nhưng mà cuối cùng là bị nhầm bên. Cho nên là các bạn phải kỹ nha. Cứ nhiều khi mà không tập trung bỏ vô xong ấn ráng ấn vô nó gãy thì mất công. Đó thì các bạn phải bỏ đúng bên ha. Rồi thì chúng ta sẽ đóng lại được. Nói chung thì cái lực hút này á, thì nó chỉ là vừa đủ xài thôi. Nếu như mà lực quá là mạnh á, thì nó sẽ bị văng ra ngoài. Thì cái này cũng dễ chấp nhận thôi, vì mức giá rẻ mà. Và đây chính là Redmi Buds 6 Active ha. Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy là cái mẫu tai nghe này nó rất là giống với con AirPods, chỉ là do mình mua màu đen cho các bạn sẽ thấy nó hơi khác biệt thôi, chứ mà mua màu trắng thì nó gần như là nhìn xa xa sẽ rất là giống AirPods. Chúng ta sẽ có cái dạng earbuds nè, đó, và không có một cái nút nào ở đây cả, cho nên cái này nó sẽ dẫn tới hai trường hợp là nếu như
mẫu tai nghe này nó phù hợp với cái khoang tai của bạn thì bạn sẽ đeo rất là thoải mái trong thời gian dài, không sợ bị đau tai hoặc là âm lượng quá lớn làm giảm thính lực này nọ cả. Tuy nhiên, nếu như mà cái cấu trúc này mà nó không phù hợp với tai của bạn, một là nó quá to, các bạn đeo không vừa vặn dễ bị rớt ra ngoài, hoặc là chiếc tai nghe này nó quá nhỏ so với tai của các bạn đi, thì có thể nói luôn là nó sẽ không phù hợp cho các bạn luôn. Các bạn cần phải tìm một cái mẫu tai nghe khác, chứ chúng ta không thể nào chúng ta chống cháy hoặc là cố gắng sửa bằng cách là chúng ta thay những cái nút tai như là những cái mẫu tai nghe in-ear ha. Nói chung là nếu như mà đã phù hợp rồi thì nó sẽ phù hợp luôn. Nhưng mà mình nói như vậy thôi, nhưng mà mình thấy là nhà sản xuất thì họ cũng đã nghiên cứu cái khoang tai của người châu Á rồi, cho nên khi mà mình đeo thử xong, mình đưa cho vợ mình đeo hay là đưa cho người nhà mình đeo thử thì hầu hết đều đeo khá là thoải mái, không hề gặp phải một cái vấn đề nào cả. Và ngay trên cái thân tai thì các bạn sẽ thấy là nhà sản xuất họ cũng vác nhẹ nhẹ ở đây. Nhưng mà có một điểm mình không có thích, đó là do cái tai nghe này là thuộc dạng nhấn để ra lệnh, nhưng mà không được khoét lõm như những cái tai nghe mà gần đây mình review, cho nên là nhiều khi đôi khi mình đeo trên tay mình hay dễ bị bấm nhầm, mình không biết là mình có bấm đúng hay không đó. Thường đây nói thì phải so liền luôn rồi. Như bạn cũng thấy ở đây thì mình đã để cái tai nghe Huawei FreeBuds mà hôm bữa mình đã từng review bạn coi rồi đó, thì lúc đó mình đã khen là cái tai nghe này có phần lõm nó vô đây chút xíu, thì từ đó mình sẽ có một cái thói quen là mình biết là mình sẽ nhấn đúng nơi ở đây, mình có cảm giác tay mình nhấn vô thì mình biết là mình chạm đúng rồi. Còn bên đây thì nó phẳng luôn, cho nên là nhiều khi mình bấm mình cũng hay bị bấm nhầm, không biết là bấm trên hay bấm dưới. Sau một thời gian thì có thể là các bạn sẽ quen và có thể khắc phục được điều này ha. Nói chung về cái mặt build quality tổng thể thì mình đánh giá ở mức độ trung bình, với trong cái tầm giá 300.000 thì có thể chấp nhận được. Tất nhiên nếu như các bạn mà đã coi những cái video mình review những con tai nghe khoảng chừng 500-600 thì con này chắc chắn là nó sẽ không bằng được rồi. Đó, nhưng mà biết sao được, đồ giá rẻ mà đúng không nè. Vậy thì đối với một cái mẫu tai nghe giá rẻ dưới 400.000 đồng như là Redmi Buds 6 RT này thì có app hay không, thì các bạn cứ yên tâm, cứ là hàng của Xiaomi thì chúng ta sẽ có nguyên một cái hệ sinh thái hỗ trợ từ A tới Z luôn. Thì với chiếc tai nghe này chúng ta sẽ xài một cái phần mềm rất là quen thuộc ha, đó là Xiaomi Earbuds. Trước đây mình đã review những cái mẫu tai nghe khác của Xiaomi thì cũng sẽ xài luôn phần mềm này. Và một cái điểm lưu ý nữa, nếu như các bạn mà đang xài những cái điện thoại hoặc là máy tính bảng của Xiaomi chạy hệ điều hành MIUI hoặc là HyperOS đó, thì không cần phải tải app này, ngay trong phần setting sẽ có luôn. Chỉ cần kết nối, mở FastPair ra, kết nối tai nghe với cái điện thoại Xiaomi là bên trong các bạn có thể chỉnh được. Còn nếu như các bạn mà xài những cái mẫu điện thoại khác của Android hoặc là iPhone thì các bạn tải phần mềm Xiaomi Earbuds rồi nha, hoàn toàn miễn phí. Một cái điểm thứ hai mình cần lưu ý, đây là phiên bản quốc tế chứ không phải là phiên bản nội địa, cho nên khi các bạn mà đăng ký để xài cho cái tai nghe này thì các bạn lựa chọn vùng là Việt Nam hoặc là một thị trường nào khác ngoài Trung Quốc ha. Mình nói cái này thì tại vì sao, đó là nếu như các bạn mà sử dụng cái phần mềm này trước đây với những cái tai nghe nội địa của thị trường Trung Quốc đi thì nó sẽ không nhận được phần quốc tế và ngược lại ha. Thì như mình đã nói lúc nãy, có phần mềm FastPair cho nên khi các bạn mở ra thì ngay lập tức trên màn hình của điện thoại Android sẽ hiện ra là các bạn có muốn kết nối cái tai nghe này với cái điện thoại hay không. Chúng ta có đầy đủ tên của sản phẩm và kết nối thì đơn giản thôi, sau khi mà bấm Connect thì chỉ cần đợi khoảng từ 5 cho tới 10 giây là cái điện thoại này có thể kết nối với cái tai nghe rồi ha. Đây, đã xong rồi. Và sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ quay lại phần mềm chính bên trong, thì như mình thì phần mềm của Xiaomi Earbuds nó khá là đơn giản, dễ nhìn, các bạn có thể chỉnh tiếng Việt hoặc là tiếng Anh tùy thích. Mình thì mình đang để tiếng Anh. Thì chúng ta sẽ có pin của cái tai nghe bên trái và pin của cái tai nghe bên phải. Một cái điểm trừ nhẹ ở đây đó là chúng ta hoàn toàn không biết được pin của cái hộp sạc còn lại là bao nhiêu. Thì mình nghĩ đây chỉ là vấn đề về phần mềm thôi, hy vọng là Xiaomi sẽ update trong những thời gian sắp tới. Rồi bên dưới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái tính năng dành cho cái tai nghe này. Một cái mẫu tai nghe giá rẻ chỉ vài trăm thôi mà cũng có đầy đủ các bạn. Khi các bạn bấm vào phần register, có nghĩa là phần mà nhấp trên cái thân tai nghe đó, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cho các bạn có thể tùy chỉnh theo cái nhu cầu của các bạn. Chẳng hạn như là nhấp một lần vào tai thì sẽ làm cái gì, nhấp hai lần vào tai thì sẽ như thế nào, nhấp ba lần cũng có luôn, nhấp giữ thì sẽ ra được tính năng gì. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều những tùy chọn, chẳng hạn như là qua bài nè, trở về bài trước đó, tăng volume, giảm volume hoặc là dừng lại. Thì đây chính là những cái mà các bạn có thể sử dụng ha. Riêng cái việc nhấn giữ lâu ở trên tay trái và tay phải thì nó sẽ hiện ra cái phần gọi Google Assistant hoặc là trợ lý ảo Siri khi nếu các bạn xài iPhone ha. Rồi tiếp theo là phần Audio Effect,
Thì nói chung đây là một mẫu tai nghe giá rẻ cho nên các bạn sẽ không có quá là nhiều những cái tùy chỉnh về cái chất âm của cái tai nghe này đâu. Chủ yếu sẽ là chỉnh ở chế độ gọi là standard là mặc định nè, hoặc là các bạn có thể tăng cường thêm âm treble, hoặc là tăng cường thêm âm bass dãy trầm á, hoặc là tăng cường vocal lên, hoặc và cái cuối cùng là boost volume. Nhưng mà cái boost volume này thì mình thấy là nếu các bạn mà nghe tin tức hoặc các bạn đi ngoài đường thì các bạn chỉ mới nên bật thôi ha, chứ mà ở trong nhà bật lên thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ bị giảm xuống đôi chút. Và một cái điểm và cái cuối đó chính là cái file do earphone. Thì cái này sẽ thuận tiện nếu như các bạn mà ở trong môi trường trong nhà, chẳng hạn như là ở trường học hoặc là ở trong môi trường văn phòng đi, các bạn làm rớt tai nghe dưới bàn hay như thế nào đó, các bạn nhấn file earphone thì cái tai nghe này nó sẽ phát ra một cái tiếng động đủ lớn cho các bạn tìm được. Lưu ý là trong nhà thôi nha các bạn, còn ngoài trời thì chắc mình thấy là thua rồi đó. Và đó là tất cả những cái gì mà cái phần mềm Xiaomi Earbuds có thể cung cấp được cho bạn khi mà bạn xài với cái mẫu Redmi Buds 6 Active này ha. Mình thấy thì như đây cũng đã đủ rồi các bạn ơi. Một mẫu tai nghe giá rẻ mà chúng ta sẽ ưu tiên về cái việc gọi là nghe ổn trước đã, còn phần mềm sẽ hỗ trợ một chút là nó ok la rồi. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái trải nghiệm nghe ha. Thì nói về cấu hình trước đi, thì cái con tai nghe Redmi Buds 6 Active này được trang bị một cái củ loa kích thước lên tới 14.2mm, có công nghệ Bluetooth là 5.4 và kết hợp với đó là hai mic. Đó là cái cấu hình phần cứng của cái tai nghe này. Bây giờ mình sẽ nói về ba cái trải nghiệm của mình. Cái đầu tiên là cái nghe nhạc. Mình đã thử mình nghe nhạc ở trên những cái nền tảng quen thuộc, chẳng hạn như là Spotify, Zing MP3, nhạc của tôi và cuối cùng là YouTube. Thì nó cho mình một cái chất âm phải nói là rất bình thường. Đúng nghĩa là bình thường luôn các bạn. Bình thường đây, mình nói bình thường này nghĩa là sao? Nếu như các bạn đang nghe một cái tai nghe mà nó thiên bass hoặc là một cái tai nghe nó thiên vocal, các bạn đã quen với cái trải nghiệm đó rồi, các bạn chuyển qua cái tai nghe này các bạn nghe thì các bạn sẽ bị giống như là cảm giác nó bị tụt mood, nó bị hụt hẫng vậy đó. Đó là do cái tai nghe này nó tune theo một cái hướng khá an toàn, là âm gì nó cũng có nhưng mà nó không có xuất sắc thôi. Nó ở mức gọi là vừa đủ nghe và nó hướng tới cái đối tượng người dùng gọi là phổ thông và nghe nhạc làm niềm vui giải trí thôi, chứ không phải là một cái gì đó mà phải phân tích kỹ như một audio file đi. Thì nói chung là cái tai nghe 300.000 thì nó giúp cho các bạn gọi là nghe đủ một thể loại nhạc, coi phim cũng được, nghe nhạc cũng được ở một mức độ nó ổn chứ nó không hay. Đó, hay cái này các bạn cần phải xác định trước ha. Thì khi mà mình nghe nhạc trên cái tai nghe này, mình nghe những bài rap đi, mình nghe Anh Trai Say Hi hoặc là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai á, thì cái âm bass của nó cũng có nhưng mà nó hơi lùng bùng một chút xíu, nghe nó cũng được. Vocal là cái âm ổn nhất trong ba dải âm, nói chung là nghe tạp mức độ ổn. Cái thứ hai là chuyển qua cái việc xem phim, thì do con này có một cái kết nối Bluetooth 5.4 khá là mới, có thể nói là mới nhất luôn, và mình xem phim thì cái việc là độ trễ âm so với hình là gần như không có đó. Mình xem những bộ phim trên YouTube, trên Netflix thì mình cảm thấy là như vậy. Và khi chuyển qua chơi game thì con này có một cái sự delay nhẹ, nhưng mà thực sự chỉ là delay nếu như các bạn mà chơi những tựa game tiết tấu nhanh, chẳng hạn như là PUBG Mobile hoặc là Call of Duty thì bạn sẽ thấy. Còn nếu như các bạn mà chơi những tựa game vui vẻ này nọ, đi cảnh này nọ thì thôi, nó sẽ ở mức gọi là chấp nhận được ha. Cuối cùng là cái chế độ đàm thoại. Thì con tai nghe này được trang bị hai mic, nhưng mà do nó là dạng tai nghe earbud cho nên các bạn sẽ gọi là nghe gọi ổn nhất ở điều kiện trong nhà ha. Nói chung là không có quá là nhiều tiếng ồn thì các bạn sẽ nghe ổn. Cuối cùng là về cái thời lượng pin của con Redmi Buds 6 Active này, thì các bạn cũng thấy rồi, một cái hộp sạc nhỏ gọn và một cái tai nghe thiết kế nó cũng không quá là lớn, cho nên cái thời lượng nghe của mình có thể nói là đủ đầy trong vòng một ngày đó. Mình nghe, mình sạc đầy xong mình nghe từ sáng tới tối. Mình nghe con tai nghe này khoảng chừng 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng là mình phải sạc lại. Và sau đó mình nghe bỏ vô cái hộp này và mình nghe thêm được một lần nữa là coi như nó vừa tròn hết pin. Thì nói chung là các bạn mà xài một ngày về tối ngủ các bạn cắm sạc thì ngày hôm sau các bạn có thể xài tiếp một cách thoải mái ha. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về mẫu Redmi Buds 6 Active này. Mình cũng muốn cảm ơn cửa hàng TCS đã cho mình mượn mẫu Redmi Buds 6 Active này để trải nghiệm trong suốt hơn một tháng qua, để có thể đưa các bạn một bài review nó chân thật nhất ha. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm tai nghe Xiaomi Redmi Buds 6 Active thì có thể truy cập vào đường link của cửa hàng TCS mình để ngay dưới phần comment nhé. Ở đây chuyên bán những mẫu tai nghe và linh kiện Xiaomi với mức giá vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu tai nghe Redmi Buds 6 Active này hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nhé.